Trò chơi này vô cùng đơn giản. Đơn giản lắm. Đây. Nữa hả? Nhúng đầu vô nước. Cái bình thủy tinh. Ồ. Mỗi thành viên ở mỗi đội lần lượt bỏ 3 viên bi vào. Tới vị trí nào mà vì 3 viên bi đó mà cái bình thủy tinh này chìm xuống thì tất cả những người còn lại thăng. Em chơi đầu tiên. Lượt đầu tiên thì 6 người này cũng không vấn đề gì đâu. Đúng, em sẽ là người thứ hai. Mưu mẹo hả? Trong bộ là cũng mưu mẹo. Một hồi nữa tới vòng của cô sụp đi. Cô quýnh cô chuyển lên tiếng trên luôn. Thả vô đặt vô. Đặt vô. Đặt vô. Em không chơi thứ hai đâu. Mời chị gần. Nhớ lượt nha. Dạ, đợi em. Thanh Ngọc, Ngân, Tiên. Em thứ tư. Được lắm. Lâu nó mới chìm, dạ ơi. Hai được nữa. Tôi thứ năm. Mời Vinh. Ủa? Đúng Vinh rồi, anh thứ sáu. Sao đội mình chơi sao nó bây giờ theo tự chứ sao trước sau được. Y thẳng tự nãy thôi chứ. Rồi. Thì đội mình thua đó. Mình thua đó. Đội mình thua đó. Dạ sắp đội hình hay thiệt luôn á, sắp hồi đưa đội mình về chót. Hồi đưa đội mình về chót luôn. Biết cái gì, thua là do em đó, thua là do em đó. Ủa, anh hơi nghi ngờ. Chơi cá nhân mà, chơi cá nhân mà, chơi cá nhân mà. Hơi nghi rồi đó. Cũng hơi xui rồi anh ấy ơi. Cũng hơi xui rồi anh ấy ơi. Rồi, rồi, từ từ. Bên kia. Nè, nó đổ nước gì làm chết kìa. Chìm kìa mới tính. Bên kia, quan kia, quan kia. Chìm kia mới tính. Không, nước vô chắc chắn sẽ chìm. Trời ơi, đội kia ăn hết rồi. Thiệt ơi. Anh thì không nhén xuống tay với em đầu tiên. Anh thì không nhén xuống tay với em đầu tiên. Anh không tay với em đầu tiên. Anh thì không nhén xuống tay với em đầu tiên. Chắc chắn, chắc chắn. Chính viên nữa chắc chắn. Chính viên nữa chắc chắn. Vừa chắc. Qua bên kia rình chuẩn bị búa. Chính là chắc chắn. Không. Chính là chết chắc. Không. Ai? Mấy cái bà gì mà đã muốn chìm rồi đó. Con đâu anh ấy? Anh Vinh là chết chắc. Nè đây, đừng có rung cái sàn, đừng có rung cái sàn. Ai để rung cái sàn chứ? Ai để rung cái sàn chứ? Ai lật lên rồi. Đi về nhà chơi đi. Bớt tăng động cô Tiên à. Em căng thẳng lên đâu mà. Bớt tăng động cô Tiên à. Đừng ăn gian cô Tiên à. Không chết em Vinh thì chết em Vinh rồi. Quá rồi, quá rồi. Đứng xa ra, đứng xa ra. Đừng có nhảy cho nó hấp dẫn. Khai đào. Chết em Vinh rồi. Ngọc chết. Chết Ngọc rồi. Chết em Vinh rồi. Ngọc chết. Chết Ngọc rồi. Em sắp ba đứa mình cùng một chỗ. Ủa? Chơi cá nhân mà. Cá nhân cái gì cá nhân? Mình bị thua rồi. Thành viên nào thua ở đội nào đó thì đội đó thua. Bây giờ mình chơi cá nhân thì không có đồng đội gì hết. Nope. Đúng. Em chết với tôi. Được. Xỉm sầm có ai đi đâu. Bây giờ vậy, mình mới chơi nữa. Nhưng nếu như đội mình thua thì chắc chắn mình bị phạt rồi. Còn đội bên này mà có người một người nào đó thua thì người đó hình phạt lại phạt. Phạt một riêng một người đó chung với đội bên này. Là người đó bị phạt chung với đội. Đúng rồi, một chơi. Người rồi. Rồi. Chơi phải nguyên đội chơi luôn. Mới bên chị là chứ thua chắc rồi đó chị Bảy. Thì bên đúng chị rồi, bởi vậy nó mới nói là bây giờ phải kéo xuống vực luôn chứ. Kéo gì có người không có vui. Hỏi chơi. Hỏi chơi. Trời đất ơi. Bây giờ lấy số, trong nhà số 1, đọc sao? Number 1. Số 2. 2. Số 3. 3. Số 4. 4. Số 5. Thôi. 5. Và mình là 6. Rồi, số 1 bỏ 5 viên trước. 5, 10, 15, 20. Tới nhỏ này bỏ 30 viên. Tới được em. Chú là mấy? 10. 5. 5. 10 viên. 5. Ủa thì mỗi người người nào cũng 5 viên mắt. Thì mỗi người người nào cũng 5 viên mắt gì phải đếm. Ai cũng như vỏ. Để mình thứ tự để hết xui em. Nhỏ này sao chậm hiểu ghê. Ai số 3? Em. Đây, Nam Viên. Thì theo thứ tự mà hên xui. Thủy.
Ê, nó chìm hết nữa. Ê, nó chìm hết nữa rồi kìa. Chứ sao, 5 viên mà. Chú Bố mà. Dạ. Phải. Ngọc không chết đâu. Ngọc yên tâm, Ngọc là người sống sót duy nhất đó. Sống sót duy nhất đó. Rồi, tới Ngọc. Ờ, Ngọc sống rồi chết rồi, vậy là tôi. Mấy người còn lại, người đâu đây? Chết rồi, tôi chết rồi. Bỏ sức lên đây. Quá trời ơi, tôi chết rồi, tôi chết. Không phải chết cái một mình tôi chết. Tôi nghi ca lại chết quá. Nhìn vậy thôi em sống, nhìn vậy thôi em sống dai lắm anh ơi. Anh Lực ơi. Ê, hey, cứ đứa ra đứa nào siêu số dai tôi vậy. Ê, hey, cứ đứa ra đứa nào siêu số dai tôi vậy. Lực ơi. Em không chết đâu anh. Nam viên, number 3 nhiều vậy? Em không chết đâu anh. Em không chết đâu anh. Không, Vinh không chết. Chết rồi, chết rồi. Cô ghi à, Vinh sau em hay là Vinh trước em? Vậy thì em chết. Vinh sau em. Chết tôi rồi. Đâu chưa có phân nửa luôn mà. Ngân, em coi chừng em Ngân, nhẹ tay Ngân. Ôi vậy chơi gì nữa. Bây giờ mỗi người một còn chiếc đường, đi. Còn đường cho em qua Vinh. No. Còn đường cho em qua Vinh. Đâu còn. Nghe lời anh còn. Xếp đều quá. Còn. Em qua được anh muốn. Nope. Anh ngồi chết. anh muốn là còn phải chết em à. Khó lắm, điều đó khó lắm. Em rải từng viên một. Bé 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 bạn bớt cái chuyện này đi, bớt cái chuyện này đi, đừng để game tôi buồn. Tội nghiệp em tôi lắm. Ủa đây bị quýnh rồi, giờ bị quýnh nữa hả? Từ từ em. Có lẽ không bị quýnh nhưng mà này bị phạt chung. Từ từ. Bị quýnh chưa? Bị đánh luôn. Em có viên chuyện cần. Còn mấy viên nữa, còn mấy viên nữa. Tất cả mọi người đến thở hết đi. Nín thở đi, từ từ, từ từ. Bên góc bên này nè, góc bên này nè, trời ơi. Bốn rồi phải không? Trời ơi, còn hai viên chết chắc rồi. Nhẹ thôi. Rồi, vô nước vô em. Ôi, cái đó cần không ạ? Trương Thái Vinh. Ba bạn này bị phạt là chuyện bình thường. Và người phạt chung nữa đó chính là Trương Thái Vinh. Bây giờ em muốn thách đấu với ông chú Tiến Luật nữa. Mỗi người 20 viên. Trời lắm. Em muốn anh phải phạt chung với đội em. Nếu như tôi thắng Lan Ngọc, Lan Ngọc phải chịu hai ca nước này của tôi. Còn nếu tôi thua, tôi sẽ chịu phạt chung với đội của Lan Ngọc. Okay. Tôi với em xỉm sầm. Ai thắng thì có quyền yêu cầu người kia bỏ bao nhiêu viên thì bỏ. Ok. 1, 2, 3. Rồi, bảo tắng. Anh ơi, 50 viên. 40 viên rồi. 40 viên thôi. 40 viên thôi. 56 viên. Hồi nãy có 2 lượt chứ mấy. 36 viên thôi. Thì bây giờ 50 viên là anh cũng không tin. Mẹ bé quá. 50 viên đi. Mấy rồi? 8 2, 4, 6, 7 à. Đếm không biết đếm nữa. 8, 9 10 11 12 13 14, 15 chết rồi. 16, 17 10 chết rồi. Bỏ vô một lần đi, không sao đâu, rồi mình để cái này xuống sau. 27, 10 đúng không? 27 20 27 29 31 31 32 33 34 35 35, trời, còn 15 viên nữa được hả? Chết tôi. 36, 37 là 8 39, 40 40 còn 10 nè. 1 2, 3 4 5 6 4 7 4 8 4 9 Bất nhiều rồi. Quá rồi. Để viên cuối cùng đều ra. Bạn bỏ sao bạn thua, bạn vô chung luôn á nha. Chứ vậy gì nổi nổi. Chết rồi, còn sống rồi, còn sống. Vậy gì mà nổi nổi. Hả? Từ từ nó sẽ chìm, từ từ nó sẽ chìm. Vậy thôi. Gia lực. Yeah. 5 viên, 5 viên, 5
5 viên. Tôi chỉ rất dễ thương. Ủa, anh phải xem xăm. Đâu có. Tới tôi đề nghị 5 viên thôi. Em đề nghị tôi trước, tôi đề nghị em sau, đừng có ăn gian tôi. Đi lên phường. Đi lên phường bây giờ. Ăn gian tôi hả? Trọng tài kìa. 5 viên. Bây giờ phải xem xăm chưa? Trọng tài. Không, bây giờ phải xem xì lại. Xem xì lại. Phải xem xăm lại. Đúng. 1, 2, 3. Thôi tiếp đi. 1, 2, 3. Tôi không phục. Vô lý quá. Vô lý thường kiệt. Hồi nãy là kêu một người trước một người sau. Kêu một người trước một người sau. Nhưng mà nãy giờ là xỉm xì. Hồi nãy kêu tôi là hết đấu trước. Ủa anh đã đồng ý xỉm xong rồi thì anh phải chấp nhận luật chơi chứ. Giờ anh cãi gì nữa. Thưa quý vị, anh Vạn sẽ đến với lại ba người đây với lại một mình Đỗ Thúy Vinh, còn cái phần tiết luật là cho vui thôi. Ngay bây giờ mà quý vị đến với cái chuỗi kịch của chúng tôi trong chương trình 7 nụ cười sương.